Mới đã xe ra cái cục sạc rim Thái quá đẹp này nè, nên là lấy không? Đó, cục sạc rim Thái theo xe nha, 150 thôi nè, rất là mới ha. Đó. Thì cái này thì sạc điện nó sẽ mạnh hơn cục Mitsuba nha anh em nha. Cái này là anh em kiểm chứng rồi chứ không phải đặt bán đặt nói đâu. Mitsuba mình cũng có luôn, Mitsuba thì 80.000 cục, cái này thì 150. Và cục này thì rất là ngon nha anh em là xài xe mà anh em muốn lấy điện máy á, mà mạnh á, hoặc là xe anh em muốn xài bình nó nhanh á thì em mua cục này ha, hoặc là anh em lên điện trợ sáng này kia anh em xài điện bình á thì anh em mua cục này sạc cho nó mạnh điện, cho nó lên bình cho nó nhanh. Đó, cục này là cục của Jin, của quay Thái với Rim Thái nha. Còn mấy cái đời sau như Super với lại Wenfa là nó không có xài cục sạc này, nó xài cục sạc của Mitsuba thì nó không mạnh bằng ha. Rồi, anh em nào lấy liên hệ nha, cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn.